Từ U23 châu Á đến ASEAN, gọi tên phù thủy thay người Park Hang-seo. Chiến tích lịch sử lọt vào bán kết ASEAN 2018 của Olympic Việt Nam một lần nữa chứng kiến tài thay người thần cơ diệu tán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu hồi đầu năm đến thực tại trong mưa tại ASEAN 2018, đội tuyển U23 cũng như Olympic Việt Nam luôn khiến đối thủ phải bất ngờ bằng những miếng đánh đáng sợ từ băng ghế dự bị. Tất cả đều tới từ khả năng điều chỉnh đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước Olympic Series, Olympic Việt Nam với hàng công có mặt Nguyễn Công Phượng và Hà Đức Chinh gặp nhiều khó khăn trước đội đá thể lực và chặt chẽ của đối thủ. Song trong hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt thay máu hàng công với sự xuất hiện của Nguyễn Anh Đức ở phút 50 thay Đức Chinh và Nguyễn Văn Toàn phút 82 thay Công Phượng. Những thay đổi này ngay lập tức tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt bởi cả hai là nhân tố chính trong bàn thắng của Olympic Việt Nam vào phút thứ 108. Anh Đức là người đón điểm rơi cực chuẩn để dứt điểm trúng xà ngang trước khi Văn Toàn ập vào cực nhanh sút tung lưới đối thủ. Những pha xử lý mang đậm tính cá nhân của anh Đức cũng như Văn Toàn là ấn tượng. Song điểm nhấn mang tính quyết định vẫn nằm ở huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, ông Park đã rất tinh tế trong việc thay đổi nhân sự. Khi hàng thủ của đối phương đã mệt, ông đã tung 3 cầu thủ tấn công vào sân. Với thể lực dồi dào hơn, họ quấy phá tốt và chỉ cần một thoáng mất tập trung, Siri đã phải trả giá. Nhà cầm quân người Đà Nẵng lý giải như vậy. Điều đáng bàn là giây phút Văn Toàn sút tung lưới Siri và làm nên lịch sử không phải lần đầu tiên đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bắn hạ đối thủ bởi những họng súng trên ghế dự bị. Trước đó ở vòng 16 đội, hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Park là Công Phượng và Văn Toàn cũng giúp Olympic Việt Nam quật ngã đối thủ khó chịu Bahrain. Khi đó, hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá khiến hàng phòng ngự Siri đánh mất sự tập trung. Trong một tình huống mà Văn Toàn thoát khỏi sự đeo bám của những cầu thủ phòng ngự cao to nhưng chậm hơn mình, Công Phượng đã có cơ hội để trừng phạt đối thủ. Ngẫm lại thì bài thay người này không phải được huấn luyện viên Park Hang-seo mới sử dụng. Trong chiến tích lịch sử ở Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm, U23 Việt Nam với phù thủy người Hàn Quốc trên ghế huấn luyện khiến toàn bộ đối thủ phải ngã ngửa bằng những lá bài sau tay áo. Trong chiến thắng 1-0 trước Australia ở vòng bảng, tiền đạo vào sân thay người Phan Văn Đức là nhân tố chính trong bàn thắng của Quang Hải. Khi đó, số 14 của U23 Việt Nam mới chỉ vào sân đúng 1 phút. Tới trận gặp U23 Iraq tại tứ kết, Hải Đức Trinh vào sân thay Công Phượng vào phút thứ 89 và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Cũng trong trận đấu đó, một nhân tố vào sân thay người khác là Văn Toàn thay Phạm Xuân Mạnh cũng tạo ra sự đột biến mà bằng chứng là bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Phan Văn Đức. Khi đó, áp lực mà Văn Toàn tạo lên hàng phòng ngự Iraq là cực lớn và điều này trực tiếp khiến đối thủ của U23 Việt Nam mắc sai lầm. Trận gặp U23 Qatar tại bán kết, tới lượt lá bài bí ẩn Nguyễn Phong Hồng Duy được sử dụng thay Duy Mạnh ở phút 60. Sự nhanh nhẹn và khéo léo của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giúp U23 Việt Nam mở ra cánh cửa vào tới khung thành U23 Qatar. Chính từ đường tạt bóng của Hồng Duy bên cánh trái, Quang Hải tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Nói lại chuyện đầu năm để thấy rằng vào lúc này, tài thay người của huấn luyện viên Park Hang-seo không hề mang màu sắc may mắn. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận đấy là kết quả của việc chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu quá rõ những điểm mạnh, yếu của các học trò, từ đó có thể đưa ra những đấu pháp phù hợp. Đối thủ của Olympic Việt Nam tại trận bán kết ASEAN đã được xác định trước khi cả trận thắng lịch sử trước Siri diễn ra. Đó là Olympic Hàn Quốc với siêu sao châu Á đang thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham, Son Heung-min. Trao đổi với báo chí, ông Steve Darby thừa nhận Olympic Việt Nam buộc phải khóa chặt ngôi sao Hàn Quốc nếu muốn tiếp tục tạo nên lịch sử. Song, khóa chặt Son Heung-min chỉ là điều kiện cần. Nếu Olympic Việt Nam muốn có chiến thắng và tạo ra lịch sử, đội quân áo đỏ cần đưa ra lời đáp trả trong những pha phản công. Xét trên vị thế cũng như tương quan lực lượng giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, rất có thể một lần nữa ông Park sẽ phải sử dụng vũ khí trên ghế dự bị để đánh vào khía cạnh thể lực của đối thủ Hàn Quốc sau trận tử chiến với Uzbekistan ở tứ kết. Câu hỏi chỉ là ai sẽ đóng vai trò người hùng cho Olympic Việt Nam mà thôi. Từ đầu ASEAN, Công Phượng, Văn Toàn và phần nào đó là anh Đức đã sắm vai họng súng sau tay áo cho ông Park. Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh và cả Lương Xuân Trường. Những nhân tố rất nổi bật của U23 Việt Nam tại Thường Châu nhưng phần nào đó chưa thể hiện được vai trò tại ASEAN lần này. Sẽ rất khó để tiên đoán trước.
ai sẽ giúp Olympic Việt Nam tạo ra điều gì đó trước người khổng lồ Hàn Quốc tại bán kết. Song với phù thủy thay người Park Hang-seo, chúng ta có quyền hy vọng cũng như mơ mộng vào một lịch sử mới, giống như đã từng mơ cùng chiến tích không tưởng tại Thường Châu. Sau cùng thì trái bóng vẫn tròn và không ai có thể cấm cản giấc mơ. U23 Việt Nam vừa vượt qua U23 Syria 1-0 sau 120 phút ngạt thở. Với kết quả này, Việt Nam sẽ đụng độ Hàn Quốc ở bán kết ASEAN 2018. Chia sẻ sau chiến thắng đầy vất vả để Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở bán kết môn bóng đá nam ASEAN, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa trong giải đấu. Tôi hết sức tự hào về các cầu thủ, thật sự là vinh dự cho tôi khi được dẫn dắt U23 Việt Nam." Nói về trận bán kết sắp tới đụng độ đội bóng quê hương Hàn Quốc, thầy Park nói tiếp: "Tôi yêu Hàn Quốc, nhưng đang là huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nên sẽ làm hết sức để Việt Nam chiến thắng ở bán kết." Được tham dự họp báo chung với thầy, Quang Hải chia sẻ: "Tôi và toàn đội vô cùng hạnh phúc với chiến thắng. Đây là trận đấu mà toàn đội đã cố gắng hết sức để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước và chúng tôi sẽ tập trung hết sức cho trận bán kết. Tôi và toàn đội đã thi đấu từng trận một, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp chiến thuật. Giờ đây chúng tôi đang có tinh thần tốt nhất để hướng tới những gì tốt đẹp nhất cho U23 Việt Nam." Trở lại với huấn luyện viên Park Hang-seo, khi được hỏi về người đồng hương, đồng nghiệp Kim Hak-bum, ông xúc động: "Kim Hak-bum và tôi đều đang nỗ lực làm tốt công việc của mình. Kim đã cống hiến nhiều năm cho bóng đá Hàn Quốc với triết lý bóng đá hết sức thông tuệ. Chúng tôi đã đối đầu nhau nhiều ở K-League và tôi tin trận bán kết sẽ là cuộc chiến hết sức thú vị. Tôi luôn chọn các cầu thủ có biểu hiện và thể trạng tốt nhất cho đội hình chính thức. Đức Huy đã chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc với bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Đây không phải là chiến thắng của riêng tôi. Các cầu thủ đã luôn cố gắng tuân thủ đấu pháp chiến thuật và tôi phải cảm ơn họ vì điều đó. Năm 2002, tôi chỉ là trợ lý, giờ tôi đã là huấn luyện viên. Năm 2002, tôi đã dừng lại ở bán kết, nhưng lần này thì không." Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra vững tin vào viễn cảnh thắng Hàn Quốc để vào chung kết ASEAN. Thưa quý vị, toàn thắng và giữ sạch lưới sau 5 trận đấu là đội bóng Đông Nam Á duy nhất trong 4 đội mạnh nhất lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam một kỳ đại hội thể thao châu Á và sắp đối đầu với đương kim vô địch Hàn Quốc. Những thông tin về tuyển Olympic Việt Nam không chỉ làm nức lòng cổ động viên nước nhà mà còn đang tạo nên cơn bão tìm kiếm trên trang mạng Hàn Quốc. Ngay sau chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Syria, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở thành chủ đề gây tò mò nhất trên cổng thông tin điện tử tìm kiếm Naver của Hàn Quốc. Một loạt những từ khóa liên quan đến bóng đá Việt Nam đã lọt vào top đầu những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Cụ thể, danh sách như sau: đứng ở vị trí số 2 trong danh sách tìm kiếm, Việt Nam Syria; số 3, tiếp sóng trận Việt Nam Syria; số 4, Hàn Quốc Việt Nam; số 5, 4 đội bóng mạnh nhất Asian Games 2018; số 10, Việt Nam; số 12, phản ứng hiện thời tại Việt Nam; số 16, bóng đá Việt Nam; số 17, Việt Nam 4 đội mạnh nhất; số 18, Park Hang-seo. Văn Quyết và các đồng đội đã có một trận đấu gay cấn vào tối ngày 27 tháng 8. Tuyển Việt Nam ra sân đầy quyết tâm, nhưng đối thủ Syria mới là đội bóng tạo sức ép nhiều hơn với những đợt tấn công không dày nhưng chất. Tuy vậy, hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiếp tục có một trận đấu thành công khi giữ sạch mảnh lưới cho đến tận khi trọng tài thổi còi kết thúc. Sau hai hiệp chính thức hòa không đều, hai đội tuyển tiếp tục bước vào hai hiệp phụ. Trong khi nhiều khán giả trước TV đang nghĩ đến khả năng trận đấu được quyết định bằng loạt đá penalty, thì vào phút 108 nhận được đường truyền dài từ tuyến sau, Nguyễn Anh Đức bứt phá chạy đua với hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút sấm sét về phía cầu môn Syria. Bóng đập xà ngang văng ra, tuy nhiên người hùng Nguyễn Văn Toàn lại có mặt kịp thời, lạnh lùng và chuẩn xác giữ điểm, ghi bàn thắng duy nhất của cả trận đấu. Việt Nam thắng 1-0, chính thức ghi tên mình vào bán kết và gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 29 tháng 8 tới đây khi đội bóng quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt với tuyển Việt Nam đang hừng hực ý chí tiếp tục viết nên lịch sử và do chính ông dẫn dắt? Đây có lẽ không chỉ là câu hỏi được đặt ra với các cổ động viên Việt Nam mà còn là cả với người yêu bóng đá Hàn Quốc nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.